một người mẫu thời trang á, đi ra và mặt có vẻ như là xuất hiện khá là lạnh lùng. Có vẻ như con thích làm nghề người mẫu thời trang đúng không? Dạ. Đã làm chưa? Dạ rồi. Rồi, và đã tham gia những cái show diễn thời trang chưa? Dạ rồi, ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An. Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thế mà tại sao con lại thích cái nghề người mẫu thời trang? Là tại vì làm nghề người mẫu thời trang được mặc nhiều đồ đẹp nữa. Thế ngoài người mẫu thời trang ra thì Phương Anh thích gì? Con không biết con thích cái gì nữa, con chỉ thích người mẫu rồi. Chỉ thích người mẫu thôi. Không thích nuôi thú cưng, không thích đi chơi, đi du lịch, không thích ăn uống. Con thích nuôi thú cưng. Thế con nuôi không? Dạ có. Nuôi gì? Nuôi con chó. Nó tên là gì? Nó tên là gấu. Chó mà lại tên là gấu. Đấy là ba mẹ đặt hay là con đặt? Con đặt. Tại vì nhìn mặt nó y chang con gấu. Lúc con ăn nó cứ chần chờ lên người, con cứ đòi ăn hoài. Thì mình có cho nó ăn không? Dạ không, vì nó ăn nhiều quá nó mập rồi sao? Tức là mình sợ nó mập ấy hả? Dạ. Thế còn bản thân Phương Anh thì ăn nhiều không? Con nghĩ là có mà con không mặc lên, con chỉ mặc cái bụng thôi. Tức là bắt đầu nghĩ đến chuyện là phải giữ eo đúng không? Giữ vóc dáng để có thể trở thành người mẫu thời trang đúng không? Dạ.